Xin chào các bạn, hôm nay thì đồng hồ Tigon sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái mã đồng hồ. Ở đây là mặt trắng và mặt đen các bạn nhé, mặt đen viền vàng và mặt trắng viền trắng nhé. Thì hai cái mã đồng hồ đây là hai cái mã đồng hồ rất là đặc biệt, và như các bạn có thể nhìn thấy đồng hồ xịn, thế nên là các bạn hoàn toàn có thể là dùng làm quà tặng cũng rất là được. Vì lại đồng hồ này thì cái thời hạn sử dụng rất là lâu, vậy nên là khi các bạn tặng ấy, một món quà mà nó ý nghĩa mà nó đi bên người 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 ta như này thì rất là ít. Ví dụ nhá, cái quần áo thì người ta không 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 mặc thường xuyên đâu, nhưng đồng hồ mình nghĩ là ngày nào người ta cũng đeo đấy. Thế nên là đồng hồ là cái món quà rất là hay, khi mà người ta đeo người ta lại nhớ đến mình tặng các bạn nhé. Thì đồng hồ đây nó ra giá trị rất là lớn, và hơn nữa đồng hồ rất là đẹp. Đồng hồ là đồng hồ hãng các bạn nhé, thì đang khuyến mại rất là lớn. Đây là cái đồng hồ mà hàng rẻ, hàng chợ này 300.000, các bạn nhìn nó biết ngay hàng nó không sáng, nó không đẹp bằng hàng này được. Nhìn nó bóng nhoáng lên các bạn, nhìn hàng hiệu nó khác. Thế nên là bạn nào mà thích cái đồng hồ này thì các bạn hãy đặt hàng ngay nhá. Đây là cái hộp phụ kiện này, bao gồm túi này, sách, hộp bảo hành này. Đấy, hộp sách bảo hành, sách hướng dẫn, túi và hộp, nhìn rất là đàng hoàng đúng không ạ? Đấy, thì là hãng làm người ta rất là cẩn thận, và đồng hồ được bảo hành 2 năm. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Cảm ơn các bạn đã đón xem, và các bạn có thể vào thêm website tigon.vn để các bạn xem thêm nhiều cái mẫu khác nhé. Bên mình đang khuyến mại rất là nhiều mẫu, nhưng mà mỗi mẫu các bạn, bên mình chỉ cho dùng thử, chỉ cho mua thử với cái giá mà khuyến mại như này, một sản phẩm thôi nhé các bạn nhé. Thế nên bạn nào thích ấy, thì hãy nhanh tay đặt hàng cho mình thử một chiếc mình xem nhé, chứ còn bình thường các bạn không được mua đâu với cái giá này đâu ạ. Thế vậy nên là các bạn hãy nhanh tay nhé.